xin chào tất cả các cô chú anh chị nha. Đó, bữa nay mình sẽ quay review cho các bạn chiếc xe 50cc này của DK3 ha. Căng hôi quá. Đấy, thì đổ xăng xong rồi. Thì sẵn đây trước khi mà quay vô chiếc xe này, review chiếc xe này, trong kia mình còn rất là nhiều mẫu mã, nó hai phiên bản lận. Thì các bạn thấy là ở cửa hàng mình đang lắp một chiếc xe Exciter 50cc cho khách hàng ha. Đấy, chiếc này là màu xanh quân đội rất là đẹp luôn nha. Rồi ảnh thì đang lắp bộ định vị ha. Đó, bộ định vị rồi hoàn tất xe cho khách. Để khách thì đang ngồi anh kia đang mua xe cho con. Hôm nay là mua xe cho con nè. Đấy, Exciter thì chiếc này á, hiện tại cái mức giá, để mình coi cái mức giá rồi nói các bạn luôn ha. Lâu quá không có báo giá xe này nhiều á. Đây, để mình coi coi. Rồi, cái giá của chiếc xe này ha là bao VAT là 17 năm nha, 17 năm. Đấy. Thì con xe này bây giờ bắt đầu là anh này sẽ test thử nè. Cái bộ này là mình định vị là mình có chống trộm không anh? À, chỉ định vị thôi đúng không? Là coi trên điện thoại đúng không? À, vậy là nữa mất xe là coi này là coi được, kiếm được. Chứ nó không có chống trộm nha mọi người. Cái này chỉ là bộ định vị thôi. Còn nếu mà lắp bộ chống trộm thì có một bộ chống trộm khác nữa. Đấy. Rồi, sơ sơ vào chiếc xe này ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái chiếc xe đây, cũng là chiếc 50cc nha. 50cc của DK-Bike, lần hai quay của Espero này nọ rất là nhiều đúng không? Vespa 50 thì cái chiếc này thì cũng rất là ok, rất là đẹp luôn. Một tí mình sẽ quay sâu chi tiết cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta sẽ vô trong cửa hàng nha. Dắt chiếc xe này vô trong cửa hàng, mình nổ máy và mình quay chi tiết cho các bạn xem. Rồi, thì bây giờ mình đã dẫn xe vô trong đây ha. Các bạn sẽ thấy được là cái mẫu xe này nó không phải là xe điện nha, mà cái phiên bản DK này nó cũng sẽ có là máy xe máy điện, nhưng mà ở đây mình cửa hàng mình sẽ là những cái dòng xe là xe xăng. Đấy, những bạn nào mà muốn đi, hồi xưa là muốn đi Vespa 50 á, thì các bạn có thể lựa chọn cái chiếc DK3 này. Nó sẽ có hai phiên bản nha. Một phiên bản này á là Roma Light. Đó, còn một phiên bản bên đây á là phiên bản Roma Exit. Đấy, các bạn thấy ha. À, ở đây thì nó sẽ trơn như thế này. Riêng cá nhân cảm quan mình thì mình thích cái phiên bản Roma Exit này hơn. Tại vì cái chỗ Roma Light này nè, thì các bạn sẽ thấy được là những cái này á, nó nhựa, nó sẽ nhìn nó hơi bị xấu một tí xíu. Mặc dù là buổi tối nó sẽ sáng lên. Ở dưới này cũng có đèn LED nữa nè. Đấy, hệ thống đèn xi nhan cũng là đèn LED, đèn chiếu sáng cũng là đèn LED luôn. Nhưng mà mình cảm thấy là cái này nhìn buổi sáng nhìn nó nhựa đó, nhìn nó không có được sang, không được đẹp. Đấy. Rồi bên đây thì là phiên bản XX thì nó sẽ sang hơn, đẹp hơn rất là nhiều luôn. Đó, các bạn hãy xem ha. Đấy. Và cái đèn của nó cũng đẹp hơn nữa các bạn. Đèn của nó thì ở đây xi nhan nó sẽ nằm phía bên đây và nó sẽ hơi gọi là nó màu khói, màu tối. Các bạn nhìn nè, hai cái mẫu đèn xi nhan này thì nó sẽ đứng hơn. Nó dạng đứng đó. Tùy vào các bạn thích cái mẫu nào, màu nào thì các bạn có thể lựa chọn nha. Đây, bên đây thì mình có xám xi măng và màu hồng, xám xi măng và màu hồng Roma XX. Còn đây là màu hơi xanh nhưng mà màu bóng. Riêng cá nhân mình thì mình thấy cái màu này đẹp nè, và cái màu này đẹp đó. Còn cái màu mà Titan này làm á, thì nó không có được đẹp giống như là Vespa 50. Riêng cá nhân mình thì mình so về cái gọi là nhìn cảm quan nha, thì mình vẫn đánh giá Vespa 50 của Espero này vẫn gọi là đẹp hơn rất là nhiều luôn. Nhìn sang trọng, nhìn ra ngoài đường người ta đi, người ta nhìn cứ nghĩ nó là một chiếc xe Vespa hàng real thôi. À, còn những cái thằng mà Roma đặt DK này thì người ta nhìn vô là người ta biết là hàng xe máy điện hoặc là xe xăng rồi. Đây, xe 50cc ha. Hệ thống đèn là LED luôn. Bây giờ thì mình sẽ mở mặt đồng hồ cho các bạn xem. Đó, mới đầu mình nhìn nó full LED như thế này thì mình cứ nghĩ nó sẽ là xe điện, nhưng mà thật ra nó là xe xăng các bạn ha. Nó rất là điện tử luôn. Nó sẽ báo cho mình, báo bình cho mình là 12V để biết bình mình yếu hay là mạnh. Rồi, cái này tốc độ mình đi được. Và đây là auto ha, có chữ DK3 ở đây và báo xăng ở đây. Xăng hồi nãy mình đổ mới có một lít xăng ở đây thôi. Đấy, khi mình mở lên á, nếu như mà cái động cơ của mình á nó mà có bị lỗi á thì nó sẽ hiện cái động cơ này lên là sẽ bị lỗi. Còn cái bên đây thì mình sẽ là code pha nè. Chỗ này là code pha nè các bạn. Đấy, code pha đây ha. Bây giờ sẽ đề máy cho các bạn xem nè. Đây. Đó. Đây. Thì bên đây là xi nhan, rồi đèn code pha, còi. Còn qua bên đây á thì mình sẽ có là công tắc đèn nha, công tắc đèn, và đây là đèn hai da. Cái đèn hai da này á nó sẽ rất là tiện lợi cho các bạn nào á. Đây, các bạn thử nhìn về đầu đèn phía trước đi. Thì đèn LED ha, mình sẽ mở cho các bạn xem đèn nè. Đó, đèn code pha. Đó. Và nó sẽ hiện một cái logo sáng đèn chỗ này, rất là đẹp luôn. Máy móc thì các bạn thử nghe nha. Đấy. Máy móc là cũng rất là ok. À, cái đèn hai da nè, mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây, khi mà mình tắt máy ha, mình chỉ để đèn hai da, các bạn thấy không? Cái đèn xi nhan mình cũng là cái đèn hai da luôn, thì nhìn những cái ô nhỏ chia này nhìn rất là đẹp đúng không? Cái đèn hai da này nó giúp ích gì cho con của anh chị?
đó là vấn đề là rất là hay. Khi mà con của anh chị á mà đi đi học nè, đậu xe trên đường, vỉa hè, sát vỉa hè, mua bánh tráng trộn hay là mua trà sữa hay là đợi bạn rước bạn đi học á, thì nên mở cái đèn hai gia này lên. Tại vì đứng đôi khi là người ta đi đường á, một số người say xỉn người ta đi đường á, người ta hay lạng lách, người ta không chú ý được là nhìn có người đang đứng ở dưới đường. Thì cái đèn hai gia này cũng giúp cho cái chiếc xe của con anh chị á, nó sẽ sáng trong đêm và đi rất là an toàn. Và nhớ nha, anh chị nên dặn con mình khi mà đậu xe một chỗ nào khuất hay chỗ nào tối, nên xài đèn hai gia này để cho người ta đi đường có thể nhìn thấy được. Đấy. Rồi, đây là tiếp theo ha. Phanh á, thì sử dụng là phanh đĩa luôn nha anh chị. Phanh đĩa luôn. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của con xe này á, là 1,5 lít trên 100 cây. Thì nó đi được đâu đó khoảng tầm 60 cây trên 1 lít. 60 cây trên 1 lít nha anh chị. Nó cũng ngang ngang với lại của thằng Vespa 50cc thôi, của thằng Aspero thôi. Rồi, xuống dưới này ha, để em coi thử cái hộp đựng đồ của thằng này nó có ngon như là của Aspero hay không. Đây, hộp đựng đồ nha. Mở ra. Thì hộp đựng đồ này nó nhỏ hơn rất nhiều so với thằng Vespa 50 Aspero. Đấy, nhìn rất nhựa, rất xấu luôn. Bây giờ em sẽ mở thử của Vespa 50 cho anh chị xem. Bên đây, anh chị thấy qua đây xem với em ha. Đây. Đây, Vespa 50 anh chị thấy không? Rất là to, hộp đựng đồ rất là to và nhìn rất là xịn sò luôn. Nó không có bị nhựa trắng xấu xí như cái kia, nó không phải xấu xí mà nữa, nó không được xịn thôi. Đấy. Và thằng Vespa này á, khi mà anh chị thấy chiếc Vespa này với chiếc DK kế bên nè, đây em sẽ dựng cái sát lên nhau ha. Thì cái con DK này sẽ cao hơn một tí xíu so với con Vespa này, và nó sẽ bự hơn một tí xíu so với Vespa luôn. Đó. Hai cái phiên bản mà SM, SX và Line á, thì nó khác nhau điểm nào? SX á, thì cái đuôi nó sẽ nhọn và dài như thế này, anh chị thấy đuôi và nhọn như thế này. Còn Line á, là đuôi nó sẽ cụp và nó hơi vuông tí xíu. Thì những bạn nào là nữ á, thì mình đi cái đuôi của thằng SX này sẽ đẹp hơn. Còn những bạn nào nam á, thì mình đi của thằng Line á, sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ở phía sau đèn ha, thì mình sẽ mở cho các bạn xem luôn. Đó, mình mở xi nhan vẫn có tiếng luôn nha. Đó, đèn phía sau vẫn là bóng đèn LED, có chữ DK3 ở đây luôn. Xi nhan thì nó cũng kiểu những cái ô nhỏ nhỏ như nè, nhìn nó giống như những cái xe hơi hiện tại bây giờ. Đấy, nói chung là nó cũng có những cái điểm đẹp riêng của nó, nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình thì Vespa 50 vẫn là mãi đỉnh. Không biết các bạn như thế nào, để lại bình luận phía bên dưới cho anh biết nha. Rồi, tiếp theo là phần cốp. Cốp đây. Cốp thì mình không nói nhiều đâu, tại vì nó cũng xem với nhau thôi. À, cái cốp này thì cảm quan mình là không có rộng bằng thằng Vespa 50 nha. Đấy. Rồi, nhưng mà mọi thứ ở đây, biển số này nó kiểu ha, này nó có đầy đủ cho mình nè. Đó. Các bạn có thể xem ha, kiến hai kiến rồi lót chân này nọ kiểu. Cái này để ba lô bằng vải các bạn đi học, để cặp sách vô thì không sợ bị mưa ướt đâu. Vậy thì giá của hai bản này là như thế nào? Đối với phiên bản Roma Line có hình sọc sọc phía trước sẽ có mức giá là 21 triệu. Còn đối với phiên bản Roma XI mặt tròn quay thì sẽ có mức giá là 22 triệu. Rồi, thì đó là giá bán và của chiếc DK-Bike. Thì nếu là các bạn, anh chị, cô chú và các em, thì theo quan điểm của mọi người thì các bạn sẽ chọn cái mẫu xe DK-Bike này hay là Vespa 50, ai là người đẹp hơn và xứng đáng mức giá tiền hơn thì các bạn hãy để lại bình luận phía dưới nha. À, mình quên nói nữa là chiếc xe này cái bình xăng dung tích của nó là 3,7 lít nha, nên là mọi người đi đường có thể rất là thoải mái, chạy bao nhiêu được. Nhắc nhở một lần nữa, xe này là xe xăng, không phải xe điện nha, nên là có xăng là chạy, có xăng là chạy thôi, không có sợ là hết điện mà phải đi sạc điện đâu đó. Còn bạn nào mà cần xe Vespa mà điện thì bên mình vẫn có luôn, giá 18 triệu nha. Rồi, thì đó là một số cập nhật nhanh của mình về dòng xe DK-Bike chạy bằng xăng này. À, anh chị và cô chú có thể liên hệ với em qua số điện thoại dưới bên góc màn hình để có được tư vấn trực tiếp nha.